Chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay chấm com. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần Getting Started, trang số 38, Unit 4, For a Better Community, trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Phần Getting Started hôm nay của chúng ta sẽ có phần nhiệm vụ số 1, đó là Listen and Read, có nghĩa là nghe và đọc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. Unit 4, For a Better Community. Page 38. Getting Started. Activity 1. Listen and read. Hi, Hugh. I called you yesterday afternoon, but you didn't answer. Oh, really? What time? At about 2 p.m. What were you doing then? Oh, when you called, I was working. I volunteer every Tuesday afternoon at the Happy Mind Charity Centre. I teach children. Really? Why? Because these children are disadvantaged. They have many problems and they need our help. What subjects do you teach them? Vietnamese and maths. It sounds interesting. How did you get the job? Just by chance. I was interested in doing volunteer work, so when I saw the advertisement for volunteer positions in the newspaper last summer, I applied and was chosen. Oh, I see. Was the job easy at first? Not really. When I worked with them for the first time, many of them couldn't read or write. Some of them were hopeless at maths. What did you do then? I got some useful advice from my teacher. It was really helpful. All of the children can read and write now. Your job is very meaningful. I also want to do something useful for our society. Well, if you are interested in this kind of work, I will introduce you to my team leader. That sounds great. Thanks for your suggestion. I'm very excited. Như vậy, cô và Kim đã cùng nhau lắng nghe xong đoạn hội thoại trong nhiệm vụ số 1. Đoạn hội thoại chúng ta có nội dung như sau. Hi Hiếu, I called you yesterday afternoon, but you didn't answer. Chào Hiếu, tớ đã gọi cho cậu ngày hôm qua nhưng cậu không bắt máy. Oh really? What time? Oh, vậy là lúc nào thế? At about 2 p.m, khoảng 2 giờ chiều. What were you doing then? Lúc đó cậu làm gì thế? Oh, when you call, I was working. À, khi cậu gọi thì mình đang làm việc. I volunteer every Tuesday afternoon at the Happy Mind Charity Center. Mình làm tình nguyện ngày thứ ba hàng tuần ở trung tâm từ thiện Trí Tuệ Hạnh Phúc. I teach children. Mình dạy học cho các em nhỏ. Really? Why? Thế à, tại sao? Because the children are disadvantaged. Bởi vì những em này rất là thiệt thòi. They have many problems and they need our help. Các em có rất nhiều vấn đề và cần sự giúp đỡ của chúng mình. What subjects do you teach them? What subjects do you teach them? Cậu dạy các em môn nào? Vietnamese and math, tiếng Việt và toán. It sounds interesting. How did you get the job? Ồ, nghe hay đấy. Cậu làm thế nào mà nhận được công việc vậy? Just by chance. À, tình cờ thôi. I was interested in doing volunteer work. So when I saw the advertisement for volunteer position in the newspaper last summer, I applied and was chosen. Tớ quan tâm đến hoạt động tình nguyện nên khi tớ nhìn thấy quảng cáo tìm tình nguyện viên trên báo mùa hè vừa rồi, tớ đã đăng ký và được chọn. Oh, I see. Was the job easy at first? À, tớ hiểu rồi. Ban đầu công việc có dễ dàng không? Not really. Không hẳn. When I worked with them for the first time, many of them couldn't read or write. Khi mà mình làm việc với team lần đầu, nhiều em không thể đọc hay là viết. Some of them were hopeless at math. Một số đứa còn không biết một chút gì về toán. What did you do then? Lúc đó cậu đã làm gì? I got some useful advice from my teacher. Tớ đã nhận được một vài lời khuyên hữu ích từ giáo viên của tớ. It was really helpful. Nó rất là có ích. All of the children can read and write now. Tất cả các em bây giờ đều có thể đọc và viết. The job is very meaningful.
Công việc của cậu thật ý nghĩa. I also want to do something useful for our society. Tớ cũng làm. I also want to do something useful for our society. Tớ cũng muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội. Well, if you are interested in this kind of work, I will introduce you to my team leader. Ồ, nếu cậu quan tâm đến công việc kiểu này, tớ sẽ giới thiệu cậu với người phụ trách nhóm của tớ. That's so great. Ồ, tuyệt quá. Thank you for the suggestion. Cảm ơn lời đề nghị của cậu. I'm very excited. Tớ rất vui mừng. Như vậy, cô và kia cùng nhau lắng nghe và đọc xong đoạn hội thoại. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta như sau. Read the conversation again and answer the questions. Đọc đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. When did Quân call Hiếu? Có nghĩa là Quân gọi Hiếu lúc nào? Thì đối với câu hỏi số 1, và câu hỏi số 1 hỏi về thời điểm Quân gọi cho Hiếu thì chúng ta thấy Quân đã nói là I called you yesterday afternoon, có nghĩa là tớ đã gọi cho cậu vào buổi chiều ngày hôm qua. Và sau đó khi được Hiếu hỏi là what time, mấy giờ, thì Quân bổ sung thêm thông tin là at about 2 p.m. là vào khoảng 2 giờ chiều. Như vậy Quân gọi Hiếu vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua. Chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng thông tin này để trả lời cho câu hỏi số 1 của phần nhiệm vụ số 2 nhé. He called you at 2 p.m. yesterday afternoon. Cho câu hỏi số 1 của chúng ta đó là He called Hiếu at 2 p.m. yesterday afternoon. Anh ấy gọi Hiếu vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua. Chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi số 2 nhé. Câu hỏi số 2 của chúng ta như sau. What was Hiếu doing when Quân called? Có nghĩa là Hiếu đang làm gì vào lúc Quân gọi. Thì chúng ta thấy trong đoạn hội thoại, khi mà Hiếu trình bày về việc mà anh ấy đang làm lúc Quân gọi, nguyên nhân khiến anh ấy không thể nghe cuộc điện thoại của Quân đó là When you call, I was working. Khi mà cậu gọi thì tớ đang làm việc. I volunteer every day afternoon at the Happy Mind Charity Center. Có nghĩa là tớ làm tình nguyện mỗi buổi chiều thứ ba tại trung tâm từ thiện trí tuệ hạnh phúc. I teach children. Tớ dạy bọn trẻ. Như vậy chúng ta có thể sử dụng phần thông tin này để trả lời cho câu hỏi số 2 như sau. Hiếu was teaching children. At the Happy Mind Charity Center. Câu trả lời cho câu hỏi số 2 của chúng ta đó là Hiếu was teaching children. Hiếu was teaching children at the Happy Mind Charity Center. Hiếu đang dạy bọn trẻ ở trung tâm từ thiện hạnh phúc. Đối với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 của chúng ta như sau. Was Hiếu successful as a volunteer teacher there? Có nghĩa là Hiếu có thành công với tư cách là giáo viên tình nguyện ở đó không? Thì chúng ta có thể dựa vào thông tin trong đoạn hội thoại, chúng ta có thể tổng hợp từ nhiều thông tin. Đó là khi mà Quân hỏi Hiếu là
Was the job easy at first? Công việc có dễ dàng vào lúc đầu không? Thì hiểu trả lời, not really, cũng không hẳn. When I worked with them for the first time, many of them couldn't treat all right. Khi mà làm việc với chúng lần đầu tiên thì nhiều đứa trong số chúng còn không biết đọc hoặc là viết. Some of them were hopeless at math. Một vài đứa thì còn không biết một chút gì về toán. Sau khi mà được hiểu dạy thì kết quả đó là all of the children can read and write now. Có nghĩa là tất cả các bọn trẻ đều biết đọc và biết viết bây giờ. Chúng ta sẽ trả lời. Đầu tiên chúng ta sẽ trả lời yes, he was. Sau đó chúng ta sẽ giải thích cho phần thông tin này như sau. At first, đầu tiên, many of his students couldn't read or write. Now all of them can read and write. Câu trả lời cho câu hỏi số 3 của chúng ta đó là yes, he was. At first, many of his students couldn't read or write. Now all of them can read and write. Có anh ấy có thành công. Lúc đầu nhiều học sinh của anh ấy không thể đọc hoặc là viết. Bây giờ tất cả chúng đều có thể đọc và viết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo số 4 của chúng ta như sau. What do you think about Hiếu volunteer work? Có nghĩa là bạn nghĩ sao về công việc làm tình nguyện của Hiếu? Thì câu này chúng ta sẽ trả lời dựa vào suy nghĩ của bản thân. Chúng ta sẽ trình bày cảm nghĩ của chúng ta về công việc tình nguyện của Hiếu. Thì suy nghĩ đó là đây là một công việc rất ý nghĩa và thực sự giúp ích cho xã hội. I think Hiếu's volunteer work is meaningful. And truly helpful. For our society. Câu trả lời cho câu hỏi số 4 của chúng ta đó là I think his volunteer work is meaningful and really helpful to our society. Có nghĩa là tôi nghĩ đây là công việc rất có ý nghĩa và thực sự giúp ích cho xã hội. Sau khi hoàn thành xong câu hỏi số 4, chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 5. Have you ever done anything to help other people? Bạn đã từng làm gì để làm giúp đỡ người khác chưa? If yes, what did you do to help them? Nếu có thì bạn hãy kể ra việc bạn đã làm để giúp đỡ họ. Thì câu này chúng ta có thể trả lời với ý tưởng như sau. Tôi đã và đang tham gia một tổ chức tình nguyện chuyên cung cấp những bữa ăn cho người nghèo, sống khổ chuột. Họ đều là những người già và có điều kiện sống khổ sở. Thì tôi thấy là công việc của tôi rất có ích và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Tôi sẽ trình bày việc này như sau. I have participated in a volunteer organization that helps provide the meals to the poor in a slum.
They are on a wood and have a poor living condition. I find my work a little bit helpful. And I am going to continue this kind of work. Surely. Câu trả lời cho câu hỏi số 5 của chúng ta đó là I have participated in a volunteer organization that helped provide the meals to the poor in a slum. They are old and have a poor living condition. I find my work a little bit helpful and I am going to continue this kind of work slowly. Tôi đã và đang tham gia một tổ chức tình nguyện chuyên cung cấp những bữa ăn cho người nghèo sống ở các hộ ổ chuột. Họ già và có điều kiện sống khổ sở. Tôi thấy công việc của tôi rất là có ích và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Các bạn, cô và Kim đã cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 2. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nhiệm vụ số 3. Nhiệm vụ số 3 của chúng ta như sau. With a partner, make dialogue using expressions in the box. Có nghĩa là viết một đoạn đối thoại với người bạn và sử dụng những biểu cảm ở trong khung. Biểu cảm số 1, that sounds great, à, nghe tuyệt quá. Biểu số 2, not really, cũng không hẳn. Số 3 là by chance, một cách tình cờ. Và số 4, well, là ở đúng số. Ở đây chúng ta có ví dụ như sau. Trang, mom, I have 2 days off this week. Mẹ, con có 2 ngày nghỉ vào tuần này. Mẹ trả lời lại, that sounds great, à, nghe tuyệt quá. We can go out together then. Chúng ta có thể ra ngoài cùng nhau. Trang đáp lại, that's a great idea, mom. Thật là một ý tưởng tuyệt vời, mẹ à. Bây giờ, dựa vào đoạn hội thoại, bây giờ chúng ta cũng có thể có một đoạn hội thoại tương tự như sau. Đoạn hội thoại của chúng ta sẽ diễn ra giữa hai nhân vật là Huy và bố. Huy nói, Daddy, I got a surprise for you. Bố ơi, con có một bất ngờ cho bố. Và người bố sẽ đáp lại sử dụng cụm từ really. Really? Thật sao? What's that? Cái gì vậy? Thì Huy sẽ đáp lại là well, I was chosen. To be a volunteer this summer. In Bắc province. À, con đã được chọn để trở thành một tình nguyện viên cho mùa hè này ở tỉnh Bắc Cạn. Thì người bố sẽ đáp lại như sau.
That sounds great. Nghe thật là tuyệt. Did your teacher offer you the job? Có phải giáo viên của con đã cung cấp cho con công việc này không? Thì Huy sẽ đáp lại. Not really, cũng không hẳn. I got it by chance, con có được nó một cách tình cờ. I saw an advertisement online. I applied and they accepted me. Con nhìn thấy một mục quảng cáo online, con nộp đơn và họ đã chấp thuận con. Người bố sẽ hỏi lại là what will you do to have people there? Con sẽ làm gì để giúp đỡ những người ở đó? Thì Huy trả lời. I think I can help them to harvest crops and help children to learn. Con nghĩ là con có thể giúp họ thu hoạch mùa màng và giúp trẻ em học. Người bố sẽ đáp lại là good, tốt lắm. I think it will have a meaningful summer. Bố nghĩ là con sẽ có một mùa hè thú vị. Tiếp theo, Huy sẽ đáp lại là thanks dad, cảm ơn bố. Hai đoạn hội thoại của chúng ta hoàn chỉnh như sau. Daddy, I got a surprise for you. Bố con có một điều bất ngờ cho bố. Really? What's that? Thật sao? Cái gì vậy? Well, I was chosen to be a volunteer this summer in Bắc Cạn province. Con đã được chọn làm tình nguyện viên mùa hè này ở tỉnh Bắc Cạn. That sounds great. Nghe tuyệt quá. Did the teacher offer you the job? Có phải giáo viên của con cung cấp cho con công việc không? Not really, cũng không hẳn ạ. I got it by chance, con tình cờ có được nó. I saw an advertisement online, I applied and they accepted me. Con nhìn thấy một quảng cáo trực tuyến, con đã nộp đơn và họ chấp nhận con. What will you do to help people there? Con sẽ làm gì để giúp đỡ mọi người ở đó? I think I can help them to harvest crops and help children to learn. Con nghĩ là con có thể giúp họ thu hoạch mùa màng và giúp đỡ trẻ con học.
Good, tốt lắm. I think you will have a meaningful summer. Bố chắc chắn con sẽ có một mùa hè đầy ý nghĩa. Thanks, Dad. Cảm ơn bố. Vậy cô và Kim đã cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 3. Và chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các bài tập trong phần Getting Started. Trang số 38-24 For a Better Community trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Kim hãy theo dõi lời giải hay.com để xem chi tiết bài giảng nhé. Chúc Kim học tốt và hẹn gặp lại Kim trong những video tiếp theo. Xin chào.